Chào mừng các bạn đã đến với tin tức mới và ngay sau đây hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Lễ thành hôn gần như là chuyện tất yếu trong cuộc đời của mỗi người, nhưng lễ ly hôn thì quả là quá lạ lẫm. Chính vì thế mà mới đây, hình ảnh về bữa tiệc mừng ly hôn của một chàng trai đã khiến nhiều cư dân mạng chú ý và gây sốt trên mạng xã hội. Sau đây mời các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Từ trước đến nay nói về những ngày trọng đại trong đời, người ta thường nói một cách trang trọng là ngày lễ, có thể điểm qua một vài cái tên quen thuộc như lễ thơ nôi, lễ tốt nghiệp, lễ vu quy, lễ thành hôn, nhưng mà lễ ly hôn thì chắc chắn là một ngày lễ xa lạ với nhiều người. Được biết đây là buổi lễ đặc biệt của một anh chàng đến từ Thái Nguyên, dù chủ nhân của bữa tiệc không có ý định chia sẻ câu chuyện của mình, nhưng hình ảnh buổi lễ ly hôn này được nhiều người đến tham dự, đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Ngay sau khi xuất hiện, bài viết đã nhận được hàng nghìn lượt thích được chia sẻ và mang bình luận cực trơm trả từ cộng đồng mạng. Trong khi những người tham dự bữa tiệc đang không biết nên chút gì, thì dân mạng lại không khỏi thắc mắc một vấn đề khác. Phải chăng bị vợ bắt nạt quá nhiều nên đến lúc đường ai nấy đi mới ăn mừng như thế này? Trong một diễn biến khác, trên trang cá nhân của mình, anh chàng này lại gửi lời cảm ơn đến những anh em bạn bè đã tham gia lễ ly hôn của mình. Kèm theo đó, anh còn bày tỏ cảm xúc, cảm thấy đáng yêu khiến cho nghi ngờ của dân mạng lại càng tăng thêm. Phải chăng anh chàng đã vô cùng vui mừng khi được tổ chức ngày lễ này? dù còn khá mới lạ ở việt nam nhưng thực ra lễ ly hôn đã rất phổ biến ở nhật bản trong lễ ly hôn này vợ chồng cùng thề sẽ không bao giờ gặp nhau và gây đau khổ cho nhau nữa không chỉ cùng nhau ký vào đơn ly hôn họ sẽ nắm tay nhau đập vỡ những cưới trước sự chứng kiến của các khách mời khi cuộc hôn nhân không cần gì để cứu phản thì giải thoát cho nhau chính là cách tốt đẹp nhất. Vì vậy mà câu chuyện lễ ly hôn nhận được sự ủng hộ từ không ít người. Tuy nhiên cũng có nhiều người cho rằng nếu đây là sự thật thì có vẻ hơi trẻ con và chuyện ly hôn chẳng phải là vui vẻ gì để mang ra ăn mừng trầm rộn như thế. Còn ý kiến của bạn thì sao? Thế nhưng phải ở trong hoàn cảnh của anh thì người ta mới hiểu được bao nhiêu năm qua anh đã phải chịu uất ức đè nén thế nào. Chị thì liên tục gọi điện chửi bới rồi lại xin lỗi, đòi hàng gắn, hứa sẽ thay đổi. Nhưng anh chẳng hiểu sao lại chẳng muốn quay lại cuộc hôn nhân đó nữa. Còn về chuyện con cái anh vẫn đang băn khoăn nhiều lắm nhưng anh thật sự hết chịu nổi người vợ này rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúng mình là tin tức mới và đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!